Bùi Bằng Đoàn, sinh năm 1889 trong một gia đình nhà nho tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ông được người chú dượng là Dương Lâm lúc đó làm tham tri nha kinh Lược Bắc Kỳ đưa về nuôi dưỡng và dạy học chữ Hán. Năm 1906 ông đỗ cử nhân, học trường hậu bổ xong ông làm tri huyện, rồi kinh qua nhiều chức vụ, tri phủ, án sát, tuần phủ. Năm 1933 ông được triệu vào triều đình Huế làm đến thượng thư bộ hình, bộ tư pháp. Năm 1944 ông được ban tặng hàm thái tử thiếu bảo và tham gia viện cơ mật của triều đình Huế. Ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực, thương dân. Trong cuộc tổng tuyển cử tháng Giêng năm 1946, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 1 và được bầu làm ủy viên chính thức Ban Thường trực Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, ông được bầu làm trưởng Ban Thường trực Quốc hội. Năm 1947 đến 1948, ông hoạt động ở chiến khu Việt Bắc. Tháng 8 năm 1948 vì bị bệnh nặng, Bác Hồ cho người đưa ông về Liên khu 3 chữa trị. Ngày 13 tháng 4 năm 1955 ông qua đời, ông đã được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất.